Thưa quý vị, Nghị quyết đại hội lần thứ 12 Đảng Bộ Quyền Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra 4 công trình trọng điểm. Đến nay có 3 công trình đã tiến hành thi công, một công trình còn lại sẽ triển khai thực hiện trong năm 2022. 3 công trình đã triển khai thi công là công trình đường trục giữa từ thị trấn Thủ Thừa đến quốc lộ Anh N2, giai đoạn 1, công trình cầu qua kênh Bo Bo, bờ nam kênh Tây Ba, xã Tân Thành, công trình cầu qua kênh Thủ Thừa, Bến Đò, Cây Gia, Nối xã Nhị Thành và Tân Thành do công trình xây dựng trung tâm văn hóa thể thao khu vực phía Bắc của huyện. Riêng công trình cầu qua kênh Thủ Thừa sẽ triển khai thực hiện trong năm 2022. Với sự chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ, đến nay công trình cầu qua kênh Bò Bò, bờ nam kênh Tây Ba đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Cầu có tải trọng 8 tấn, rộng 3,5 mét và các hạng mục phụ với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Thì tuy nhiên bên cạnh những cái thuận lợi cũng có khó khăn và cái khó khăn lớn nhất ấy, là trong cái năm 2021 ấy, là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid thì nó nó làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình, đặc biệt là cái lượng nhân công cũng không đáp ứng và vật tư cũng không đầy đủ cho nên về tiến độ thực hiện cũng chưa đáp ứng theo yêu cầu đề ra. Để thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội 12 Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thủ Thừa đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian nhằm góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới.